liệu rằng Warren Buffett đã đánh mất đi khả năng đánh bại thị trường của mình? Một số nhà đầu tư cho rằng Buffett phải tìm cách điều chỉnh chiến lược đầu tư giá trị của ông sao cho phù hợp với thứ được gọi là nền kinh tế mới ở thời bong bóng .com, nhưng giờ đã không còn mới mẻ nữa. Khi Financial Times phỏng vấn Warren Buffett vào 2019, nhà đầu tư huyền thoại đã dự báo rằng trong tương lai lợi nhuận của Berkshire Hathaway cũng như lợi suất mà ông thu được từ thị trường chứng khoán sẽ không có nhiều biến động. Các cổ đông của Berkshire lúc đó chắc hẳn đều đang suy nghĩ như thế này: giá như đó không phải là sự thật, bởi năm 2019, Buffett đã có màn trình diễn tồi tệ nhất trong một thập kỷ so với chỉ số S&P 500. Và 6 tháng đầu năm 2020 đã trôi qua mà không có gì đột phá. Thay vì tận dụng cơ hội khi đại dịch COVID-19 tàn phá thị trường tài chính hồi tháng 3 2020, thì Warren Buffett lại ngồi im và gánh chịu thiệt hại. Thay vì thể hiện sức mạnh bảng cân đối kế toán của Berkshire, cuộc khủng hoảng lại làm sâu sắc thêm những lo ngại về phương hướng của tập đoàn này. Thậm chí một số nhà quan sát đã theo dõi Buffett lâu năm cho rằng đã đến lúc suy nghĩ lại về mô hình kinh doanh và đầu tư của huyền thoại xứ Omaha. Lần đầu tiên, kể từ khi Berkshire Hathaway bỏ lỡ những cơ hội xuất hiện sau bong bóng .com, câu hỏi liệu có phải Buffett đã mất đi khả năng đầu tư siêu phàm lại được đặt ra nhiều hơn bao giờ hết. Theo Cathy Seifert, chuyên gia phân tích phụ trách nghiên cứu Berkshire của Viện Nghiên cứu CFRA, cần phải có câu trả lời lý giải được hiện tượng hiệu suất của Berkshire xuống thấp trong một khoảng thời gian dài như vậy. Bà chỉ ra Berkshire Hathaway đã ghi giảm giá trị số cổ phần tại công ty thực phẩm Kraft Heinz tới 3 tỷ đô la Mỹ vào 2019, trong khi khoản đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ vào công ty dầu mỏ Occidental Petroleum cũng không còn đem lại cổ tức bằng tiền mặt và hiện số chứng quyền tại đây dường như không có chút giá trị nào. Shepherd nói rằng hai thương vụ này đã gây tổn hại lớn cho danh tiếng của Berkshire Hathaway. Đặc biệt có thể nói thương vụ đầu tư vào Occidental rõ ràng là một thảm họa. Không chỉ có vậy, Buffett còn toàn đầu tư vào 4 hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ vào đầu 2020, để rồi bán đi toàn bộ khi đại dịch lên đến đỉnh điểm vào tháng 4 2020 và thua lỗ nặng nề. Và cũng đã hơn 4 năm trôi qua kể từ khi mà Berkshire Hathaway thực hiện thương vụ thâu tóm lớn mới nhất, mua lại nhà sản xuất thiết bị hàng không Precision Compass, khiến núi tiền mặt của tập đoàn đã lên cao kỷ lục 137 tỷ đô la Mỹ. Buffett không nhảy vào khi rất nhiều nhà đầu tư cũng như chuyên gia phân tích mong ngóng ông sẽ làm như vậy sau khi thị trường lao dốc không phanh hồi tháng 3 2020, làm dấy lên câu hỏi Berkshire Hathaway giữ nhiều tiền mặt như vậy để làm gì. Chuyên gia phân tích James Shanahan nói: tôi e rằng ông ấy đã lỡ mất toàn bộ con sóng tăng điểm. Nếu như đà tăng bắt đầu từ cuối tháng 3 và trong cả tháng 4, ông ấy vẫn bán ròng. Rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ tiền vào thị trường và thu về kết quả tốt hơn so với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư cũng chỉ ra rằng cú sụp đổ chóng vánh trong chớp mắt của thị trường hồi tháng 3 2020 trái ngược với những gì diễn ra sau khủng hoảng tài chính 2008. Đến cận cuối 2009, Berkshire mới chốt thương vụ thâu tóm công ty đường sắt Burlington Northern và 2 năm sau đó mới đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ vào Bank of America. Tuy nhiên, Buffett cũng đã có những thương vụ đầu tư sinh lời trong năm 2008. Ví dụ, như đầu tư nhiều tỷ đô la Mỹ vào Goldman Sachs và General Electric, khiến nhiều người tự hỏi có phải ông không còn nhanh nhẹn như trước hay không. Còn ông trùm đầu cơ là Bill Ackman, người ngưỡng mộ Warren Buffett trong nhiều năm nay, đã bán số cổ phần tại Berkshire Hathaway để tự đầu tư vào các cổ phiếu khác. Còn những công ty bị ảnh hưởng mạnh và cần huy động tiền mặt trong cuộc khủng hoảng này, ví dụ như là Airbnb hay Expedia, lại tìm đến những công ty vốn cổ phần tư nhân như là Silver Lake. Những công ty này được xếp vào nhóm công nghệ và nằm ngoài các lĩnh vực mà Buffett vẫn quan tâm lâu nay, dẫn đến một mối lo ngại lớn hơn về khả năng bắt kịp thị trường chứng khoán Mỹ của Berkshire Hathaway. Hiện tập đoàn này đang tập trung vào hai ngành là tài chính, trực tiếp sở hữu công ty bảo hiểm Geico và có cổ phần tại nhiều ngân hàng lớn nhất ở Mỹ, và công nghiệp. Tuy nhiên, công nghệ thì mới là ngành đang dẫn dắt thị trường trong 2019 và cả từ đầu 2020 đến nay. Tỷ trọng của các cổ phiếu tài chính trong chỉ số S&P 500 đã giảm từ mức 15% ở thời điểm gần 4 năm trước xuống còn 10,5% ở thời điểm hiện tại. Nhưng bảo hiểm và đầu tư thì chiếm gần 25% lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway trong năm 2019. Các cổ phiếu tài chính cũng chiếm hơn 1/3 danh mục đầu tư của Berkshire trong tháng 3 2020. Các cổ phiếu ngân hàng đã lao dốc mạnh trong thời gian vừa qua do dự báo nợ xấu sẽ tăng mạnh trong khủng hoảng và lợi nhuận thì sụt giảm vì lãi suất giảm. Lãi suất siêu thấp cũng gây ra áp lực lên số trái phiếu kho bạc trị giá hơn 100 tỷ đô la Mỹ mà Berkshire Hathaway đang nắm giữ. Còn trong khi đó, nhóm công nghệ và viễn thông, bao gồm các công ty Internet, hiện chiếm tỷ trọng 38% trong các chỉ số S&P 500.
Một số nhà đầu tư cho rằng Buffett phải tìm cách điều chỉnh chiến lược đầu tư giá trị của ông sao cho phù hợp với thứ được gọi là nền kinh tế mới ở thời điểm bong bóng .com nhưng giờ đã không còn mới mẻ nữa. Christopher Rosbach, giám đốc đầu tư của quỹ Jaystone, đã nắm giữ cổ phần của Berkshire trong suốt mấy chục năm qua, nói rằng nếu như Berkshire muốn tạo ra những giá trị như trong quá khứ thì họ phải mua lại những công ty sẽ tạo ra giá trị lớn lao trong 2-5 năm nữa. Cả Warren Buffett và Charlie Munger đều thừa nhận họ đã bỏ lỡ Amazon và nên xem xét kỹ những công ty như vậy, nhưng họ cũng nói rằng họ không hiểu về chúng. Năm 2016, Buffett bắt đầu đầu tư vào Apple và cho đến nay, đây lại là mã chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục cổ phiếu của Berkshire Hathaway, cho thấy Buffett vẫn có thể tìm được vùng an toàn trong các công ty công nghệ. Năm 2019, ông cũng mua một lượng nhỏ cổ phiếu Amazon. Tuy nhiên, mức định giá quá cao, ít nhất là theo tiêu chuẩn của Berkshire, đã ngăn cản Buffett thực hiện những cú đặt cược lớn hơn. Nhiều cổ đông của Berkshire Hathaway có thể sẽ không tha thứ cho bất kỳ một nhà quản lý nào nếu họ để thua thị trường như vậy, nhưng vẫn tiếp tục tin tưởng rằng cuối cùng thì Buffett sẽ chiến thắng. Những gì diễn ra năm 2000 là một lý do. Khi mà các cổ phiếu dot-com vỡ bong bóng thì cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng tới hơn 25%. Tuy nhiên, nếu như chứng khoán toàn cầu lại chạm đáy như hồi tháng 3 2020 và làn sóng Covid thứ 2 ập đến, sự thận trọng của Buffett có thể lại được đánh giá theo một cách hoàn toàn khác. Chuyên gia phân tích Thomas Russo nói, Berkshire Hathaway vẫn được thiết kế để trao thưởng cho các nhà đầu tư dài hạn, nhưng nhiều khi lại không đúng lúc. Đó là một trong những lý do khiến cho tôi luôn nói với mọi người rằng đừng thúc giục Buffett tiêu núi tiền mặt 137 tỷ đô làm gì. Nếu quá vội vã thì ông ấy có thể mắc phải sai lầm. Tham khảo Financial Times, Tổ quốc, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website chọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm, thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng, đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán .net, 5giây.com, VOZ Forum, liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Mô hình Ponzi là gì? Vì sao hình thức đa cấp lừa đảo trắng trợn này khiến cho bao người rơi vào cảnh tan cửa nát nhà? Nhiều người vẫn thường nghe đến kiểu đa cấp lừa đảo nhưng chưa thực sự hiểu rõ cơ chế hoạt động của mô hình này. Trong xã hội ngày nay, lợi dụng lòng tin và đánh vào sự tham lam của mọi người.